ในวันนี้เราจะได้ยินที่ได้มีสิทธิ์ได้มาทำประโยชน์มาบ้านของเราในองค์การต่างๆเตรียมตั้งแต่ในตุลาคมวันที่ 2 ตุลาคมที่เอลปฏิกูลส่งของจำเราสร้างรูปใจเมียอ่อนโบก่อนเราจะร่วมกับท่านในเดือนนี้ท่านในเดือนนี้ยงพุทธศาสนาปีที่จะตุสิงหาคมรวมประสัยกำลังแก่ตอนนี้มันแค่ผู้สอน นักบวชท่านกับท่านเตียนมอตาเตียนนะต่อต้องประพฤติศาสนาไว้บ้านเรียนรู้รูปแบบพอต่อสร้างไอ้ก่อนเมียนเจตระนาจากมาสร้างมรดกเจตนาก่อนรับเรียนที่บรรดาอัตมาพุทธดำเนินแสดงมรดกเจตนาปัจจัยมันจะเป็นมรดกเจตนาที่บรรดาอัตมาเพียรประสงค์เพื่อพ่อหลวงพังไตอภิโตอภิประเทศานุตาระรูปแบบของโครงตั้งก็มาจากต้นเชื่อมเพียรเอิมฝนนั่งแต่ละระมัดงา ก็จะไล่เจ้าที่พ้องนั่งวัดไซต์ดาวพ้องเรียนรู้พุทธศาสนา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 เรียนรู้พุท
ล้วงกับบาทใส่กันเคยเคยล้วงกับเยื่อเศษนี้เราจะส่องใส่เอา
ត្រង់តែបានទូជាអង្គធម្មវិជ្ជាអតិកាវត្តសិលាចរតិដាក់ថ្ងៃកំណត់ទុកបានហើយ
miền lúc đầu tiên nhỏ nhỏ không có lỡ vì là có cái chuyện tình ảnh thế ó nhiên bận đầu vì lúc đó lúc đó ấy chuyện tình ảnh hai cái của em quýnh nhưng mà tiền miên cái chuyện tình ảnh sẽ tốt đi bần bơ nặng này chuyện tình ảnh quá và bảo cái chuyện tình ảnh đi bần bần rồi mà hãy xong sự bóng trai chỉ quá đồng ý nó bởi rộng hút bởi rộng hút bởi rộng hút cứ xung cái ngôn trai chỉ quá cứ chiều bốc đồng ý phớ bóng thơ bánh bởi rộng hút bởi rộng hút vì luôn phơ thế như một đồng ý trên trống và đưa trên trồng rút đồng ý đặt sầu thôi là bao nhiêu nó nát vì bà là càm à bữa đi nhận thuế nó cứ sắp nó cô sâu là càm sắp và tiêu tâm thôi thì bà cảm thấy khó lắm bây giờ và hắn là tao phương bệnh là tên bị dính cứ tao phương nhận thơ biết xong ra sạc ngô bên rồi bao nhiêu xong ra tố nó thờ tắc ngô biết càng ngô thì quân các thân năng tả liết ca bà ha là thành lúc tham nạc tố bệnh là tên là tiếng cứ nên quay vô phép cây trò trên phía sân bà này chặt phép cây rõ nhiệt nhóm cây rõ đấy cây rõ sụp kia nhiệt nhóm cây là ngạc nguyên cát nguyên tắc nguyên xuân tiên trở nên tóm cây mình như sụp kia nhiệt nhóm gọi là cho tới nha nguyên cát nguyên tắc chờ mẹn tóm cây mình như sụp kia anh ấy là dân thức bản thân thân là tiếng á vô bà phép cây rõ nó trồn nên quay vô phép nguyên một quay nguyên như sụp kia do phép nghĩa cư nghĩa sở thi đẹp ma hơn và một tập ngà hãy tới tiền là nã nghĩa cái chọn là thôi thì nó không được nghĩa sở thi đẹp nó có vây bằng cốt bằng thôi cho nó tới đó sau khi chọn tạc tiên nó thôi cho nên tôi sẽ không có thấy coi nghĩa cách nghĩa sở thi chứ cứ mà nghĩa sao bằng mấy trẻ nha mà nghĩa sẽ thấy bằng mấy mẹ à nếu mà à người ta mới có nước đi thì dấu cho con nạc thôi là thắng có nghĩa của nhà ông đi vào nhà cho từ đi thăm các thân ngay xa hai giá xa phụ tàng cô ta nạc thôi cả ta là tiến nó cứ nạc nó cứ ra sần so mình biết chờ cô chia ó ngày nó chuyển từ liền đến nhà nhiệt độ bằng cô sần nào với nhau cái chuyện ngày mùa hơi hơi tha bạn còn nhớ hơi lo chết hai coi đang coi nhiệt chờ cô chia nhiệt độ có thật bạc cổ tiền nhé cổ tiền nhiệt nó cứ là bò bò nạc cái búa búa là bò nào nè anh nói sao anh xong cái là tiền anh ấy cứ ra chân là bán thì nói tạm nhà nó là cái thân là thế nhưng nó phải nói tạm nhà khi mỗi năm tụi ta mặc ai nhập phun thì khi ban tụi ta xa chúa thì mấy thôi khi chúng ta tụt vấn thế là khi muốn cứ ai vô phép khi đó cứ cho ai sự tiết vô chỗ đâu với một cái người sự tiết thì mình tổ hốt khi phát là với bao nhiêu sự đảm trở nên biết rồi chết chết na ná và bỏ đồ đồ chết họ hãy ai thì sao ra tấn công như một dạng đây thì mỗi cái khác bên nhau sẽ là thôi nhanh vô ban một bên nhân văn cho ta là tiếng đồng hành như vậy nha các vô hình viên chấp chán thì mắng chấp chết bán chế huy chấp ở đất chú huy của hải cha cái vật đó mình thấy không tốt rồi sao bà anh đi xong rồi thêm người thêm lên đây để nhồm anh đi xong rồi thêm cứ đương nhiên phải nhá yên cái số kê cảm giờ anh cũng như nguyên số thơ không tốt của bò có kê vật đó đó mình thấy không tốt mà nếu tôi thấy anh đi xong rồi thêm người thêm cái đồng hành nếu bệnh nhà trên tết khắp bệnh nhau sẽ là tù thì biết sự rô bật tài rút lên rút họ mang từ nhóm cái mang từ nhóm gương mang từ nhóm cái chết khổ không lo ngay việc bệnh để hắn tôi ăn xong cái thằng một tiền đề thì bây cứ sự văn là tài cứ nên bỏ dùng bòi cái sát cho mấy con hông được nghe nhé nạc mỗi cái khân thì đó thì đó nạc mỗi cái khân thì đó thì đó nạc mỗi cái thì sẽ lấy gì chùa chất thì khi rút sang tâm đầu tiên là họ khi khi chùa chất đó là đi muốn sân thang nàng cứ nghĩa sân thang trồng kia là ổ mắt mình không phết, mình tồi phết mình thật phết, mình sẽ bồ phết mình có phô phết, mình sẽ kìa phết và mốn tố tạm thân ác mình là con dữ sàng nâng này đi phụ đàn chắc tôi bây chắc tôi đã biết chị hồ chết cứ thông cảm tôi và sẽ đánh chắc ở phòng nông thiết nào mỗi mình càng lại đi phụ mũi bàn chết để đi phụ phục khách hàng thì sau đó tiếp tôi dừng nó từng đêm tôi gặp bắt và trên này tôi có sang một hóng rồi sang lớp thấp bắn sử phân cái thân là tiếng nó là tê tạc cá từ nhu cầm lõng nó lấy lúc chuẩn lọc sát sân nào phát có thể nhắc năng phát sát sân nào cá sử phát như thế vì nó hãy nên có đồng phí mà nạc nó có đồng phí thì nên là xây cái đồng phí nó có bán chỗ độc lý thì chỗ độc lý tôi thấy bạc bạch và phút cho lần hóng nó còn phụ nó phơ trái chùa hóa để cái sự bóng của ai trái chùa hóa mà phân thế mình còn miễn sự phát đẹp rốt miễn qua sự phát hay là đầu phí nó chùa tốt đầu phí có bán nó dốt sự phát tạm phụ tư trở để và bán thoái sự phát được bóng nó có cái bạc tay chế của phút á để sự bóng của ai trái chùa hóa rốt mình phơ ra
nhẹ phía cái đồng phía nó nè ta sẽ đi sốc tâm linh nó sốc ta rõ hô đòi chạy cho biết ai dù cả bạn đồng gắn sàn xua ta thua tiêu lộ nha xoay cúp tổng bát nó ta thua rõ con chân hàm chút ta ta chờ giúp cho phê sàn xua nhằm chỉ phí cho mô hơi nó có cái nông tập quân ảm mạc nó có nông tập kỳ riêng ở đây nè anh ta chừng ngay khi cổng kỳ riêng ở đây nó mùi vui phê nó hơi cô ma tan quay quay anh giúp đọc được bảy trang còn cái lâu vì đây là xây cái bà đọc thua vẫn không nạc khách tử rất chắc nạc khách tử rất chắc nên đồng ý là bánh sụp bài con ốc đâm trước lúc nó nổ hồ vì nó hết cô ma đem như là nhu không bảy lần đó có bà mặt đáy thôi xong mà mặt đáy rồi sụp bánh nhưng mà đồng ý kêu tử liên bánh nạc khách tử rất ghê vì nó hết mặt đáy cái đó sụp bánh nhớ sụp bánh mà ổi nếu khi sụp bánh ô sụp bánh nó lỏ nó đáy mình cực mình rồi lý cái cực kêu cực đến thắng do sự vật tự sinh mình đấy coi do sự vật thì khi mà mình nói tiếp do nói tiếp cuối con nói tệ rất ở đó sự vật mình lọ đấy và kêu cực đến thắng hay hay ta không phải thế còn ta như không biết sự vật nào mình tập biệt tôi nói thế mà tôi trong cả sự vật mình phải là na người nói đó của nó thì do là phần bảy và bán quay cùng nhật cả nó nói từ như mình đã tạo lâu chút cô từ đó sự vật với của em nhiên do phật ta sẽ trở lại bộ đó để mấy ai vô tập làm bài chứ nào còn chưa tốt cái nông trong kia riêng là xây nó tốt là cái nông trong ở tự nhiên nơi tháng sinh là sự phát để vô thế này một cái sự tại vô cái nông trong kia riêng là xây thôi nông cả riêng nó có bán cho kia một cấp không được thế này đâu à mát và đo hết có bán thôi hết đây là cái rồi cái buổi chia nó sắc sọc sự tại nhỏ hơi có nước chung cái nhà ta ố sự tại cái cùng nhau còn đó là với sinh long rồi rồi vui cái thế lâu nữa ta được cái khi đã mà còn mình ai cũng còn được bạn này nó về nó à mà cái đó nó tăng lãi rồi nó cũng vốn là đập bọc bọc rồi với quay rồi ngạc nhiên vẫn là một hồi ghê xa từ vô hơn ta sắp được tăng lãi như là tiên nó kém cò dốc xét cuốn á dốc một chung xét thật thấp cuốn dốc một chung rồi xét thay do nó có khả năng tập phong văn thật đại nghĩa là cứ cần quý bỏ nghe phong các lơ đó để cho nó mới bỏ và cái một cái thằng tờ trong kia ra là xây bỏ một chung để cho con nó hỏi và chui mỗi đọc ở trình diễn hàng lãnh nhé nó có bản thân của nó nó thiệt để quý nó sẽ về lại từ một cái dân nhóm sẽ bị thoát trắng lệ nhóm để tưởng tất của nó về nạc nguyên tấn là bởi vô đi trình bản thế xe thẳng của mình không còn on và đâu hết thầy chú học cho cố rồi ở trường rồi đó đây là phụ thiện bởi vì bà trưởng bởi cái cố là cần nặng bà trưởng nhất là cần ai trình nặng nên toàn bà đồng hệ thông minh đầu đi xin bà vì nó là ổi thêm quay đua lần đấy nó quay rô rô ra lớn của đó nó còn nhạc lớn và cuộc lớn và xây tốt là khổ ô phúc có anh chừng và đó ta đây chỗ đó là thao của phục ông phúc có thơ hay tên dành như hai tiểu phục nó thì nó thấy nó đó hết một cái gạc là nát tham đó rồi đó nó ác tôi đi rồi cái bán bán ra đó dục ông chắc dục mình chắc tôi dục mình chắc chú tục rồi đi chó bán của đó tôi tở trong nó khổ nó thở đi chia lục dân của nhà bán của đó hết là mát tham ố trọng luôn chi một con bạn người cứ thấy mà tập ra ấy ngày đi đến ngày đi một thứ ấy cái cầu cũng có xe gọt ngạc đều như là hơi tới đất cầu cầu đi tầm bạc về tôi thấy bạn quên tôi đặt đây quay cực con ấy có biết là tốt lên không ở bộ đó là chùa được tôi chúa đầu quay nó xôi riêng vì nó học cái xe cần lấy con tiền nó học cái xe con đấy nó học gì em nó hay thấy bạn vừa tụng Phật và có tài cũng như là lại người phó cái hạt cần nè do tôi ôi của mã đó là ôi của đó là bên đàn đọt rồi biến á có thế đồ đó mình rộn mình rộn cái sản phẩm mình mang tải nè thay mà bỏ cái hạt cần nè mình nói ta mình ổ lúc khi mình rộn và lại đương nhiên vì nó hết đồ đó và là ta nó số khỏi hai cần gì thứ nhất à cần gì thì thôi thì nhé là có tài cũng còn nói luôn cái đồ đó nó còn chặt cứ không còn đài cái là cứ ăn thấy phải từ cứ khăn cờ phải từ cứ khăn cờ quay đòn nhìn vô phút ra ta thì nó hãy lợn các phụ nữ có lợn từ bầy lợn có lợn tăng vì cứ khăn cờ từ bầy lợn
phóng lên từ hàng chứa của bay đớn, hàng lấy của bay đớn, hàng tập bố của bay đớn. Và đâu có áp sáng sắp bị đớn, đơn ra bộ đức. Đơn ra bộ đức nó dưới kênh, mô cứ kênh sự bất cứ tầm ốc. Hàng sáng sắp bổng bị đớn, cứ kênh ngô. Tầm ốc cứ là, sớt là sự bất cứ nó dưới sầm đạc. Thế họ bị hơi nó lên bổng lại cầu điểm. Thành thế nói nhớ sầm bạc, cái đơn ra bộ đức nhập hồ. ก็สบายหมดโรงเรียนมาที่โรงตําบลมาที่โรงตําบลเพื่อนถ้าได้ให้มาแก่ให้ตัวโดยประมาณ ấy ở sự đại như Phật giáo thân chặt cái ảnh thứ hai đi tối nó xuống á từ đây thằng này mình bay từ bay từ bậc mua đi ra thế xuống hỏi là có ra sự bậc cực ấy sự đại như lúc hỏi rồi vô sự bậc cực thì đợi ra một cái càng sang sắp bị thở á ngồi che được chưa đủ ra còn ở trong số này nó liền nó mới vượt qua sự trở sự bậc cực đến rồi an thì xong về con đời an rồi an thì xong rồi thôi cả đây ngồi kia cả tôn phí bạn thôi đâu có tâm là chi vậy à đó chi vậy đáng nó cái tâm là chi bỏ nữa tôi chết thì bỏ cũng phải là lấy đi rồi phước đi rồi tao xong rồi cái lúc mình cờ cờ rồ nó anh cũng vẫn là chơi càng có nhiều nhóm đó nhiều bỏ từ một cái tới từ mà mình đem bảy miếng ăn được xong à còn mua đó anh nó cứ ăn luôn tao mình ăn tâm tư bây giờ làm phân nên cờ lột cả lột dây còn ăn cả mặt cả thằng họ để biết họ tự bảo tự biết họ tự biết họ gì đi tôi nhiệt nhu tâm hóa tăng được tôi sẽ kết sốc cái bình lớn trong tăng được tôi nó phục tập hóa tăng được cả cứ ảnh hữu và nát tục khác và là trong tăng sự bạc kê thì bạc nó sẽ là tiêu cá nên bạc nhiệt viên có sản phương tất cả nên sự bạc kê được cả đi tôi nhiệt nhu nhu cái cha tâm hóa rất là lục hồ ná đưa tất bạc nằm mới và tôi tôn hợp ra chú chỉ vì tất ná cũng với ác án lời hôn nhân sanh thi phê na sa mạc tà kỳ thọ tất ná sự nằm mất tất bạc tất ná hẹn kê quang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.